Lưu ý, video này chỉ mang tính chất giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào hoặc đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Simi là cô bé siêu nghèo khổ, còn Sammy là cô bé siêu giàu có. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi cả hai người này hoán đổi thân xác một ngày? Sammy phải sống trong gia đình nghèo khổ và có vẻ như Sammy không thích điều này. Còn Simi sẽ sống trong gia đình siêu giàu có. Thích quá trời luôn á. Hả? Bạn vừa đăng ký kênh nhà Simi sao? Cảm ơn nhiều nha. À và đừng quên like cho bên cạnh lúc đăng ký, bởi vì nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều á. Còn bây giờ bắt đầu video thôi. Let's go. À đừng quên bấm like và bình luận phía dưới nha. Come on. Wow, sắp chị học mất tiêu rồi. Vội mà vàng mà vấp phải đá mà quằn phải cái xe vàng mạ vàng của mình vậy. Bạn Sammy ơi, mình nhớ trường học đâu có cho đem siêu xe vô cho bạn lấy con cái xe bự để vô được. Trời ơi trời, nghĩ sao vậy, ai không cho, chỉ có những người như bạn không có xe mới nói vậy thôi đúng không? Trời ơi, em tí nữa là bạn làm sượt nguyên cái xe vừa mạ vàng của mình rồi. Trời ơi trời, mà sao đi mà muộn dữ giờ, hay là không có xe như mình mới đi muộn đúng không? Trời ơi nhà trời, mình nghèo mà không có tiền làm sao mình mua siêu xe như bạn được. Thôi, lần sau muốn không đi muộn nữa thì nhờ mình nha, mình chở đi cho. Trời ơi, mắc cười quá Trời đất ơi, đừng tưởng giàu mà khinh thường tôi nha. Có siêu xe đẹp, có đồ đẹp, cái gì cũng đẹp. Thì nói chung thì bạn đẹp đó, tôi nghèo. Trời đất ơi, nói gì nói mình ghen tị Sammy ghê luôn các bạn ơi. Mình á thì rách rưới không có cái gì để đi học, còn bạn Sammy trời có siêu xe, có áo đẹp, váy đẹp, cái gì cũng đẹp hết trơn, và đặc biệt á là mạ vàng hết trơn luôn nha. Trời đất ơi, ước gì sau này mình cũng giàu như Sammy thì ai biết mấy. Ôi chết, trời đất ơi, nãy chiều nói chuyện quên vào học luôn. Trời ơi, chết tôi vô học chứ học. Trời đất ơi, tới giờ ăn trưa nè, để coi. Trời đất ơi, cái chỗ này nó mát dễ sợ luôn các bạn ơi. Đặt một cái dĩa xuống cùng với một ổ bánh mì thơm ngon. Tan tan tan, thế là buổi trưa của mình đã hoàn thành. Trời ơi, bánh mì nó thơm dễ sợ luôn á mọi người. Cái gì đây? Ôi trời trời. Người bạn của tôi đây rồi. Cậu đang làm gì ở đây vậy? Chào bạn Sammy nha. Trời đất ơi, tôi đang ăn trưa nè. Đây chính là bữa trưa thịnh soạn của tôi đó nha. Trời ơi, bánh mì đâu? Siêu đâu? Thơm luôn. Ủa, bữa trưa của bạn đâu, tôi có thấy gì đâu ta. Đây, cái bánh mì to thù lù vậy mà bạn không thấy hả? Trời, nó ngon quá. Ủa? Trời. Cái gì? Cái mẫu bánh mì này mà cũng là đồ ăn sáng của cậu hả? Trời đất ơi, cái bánh mì này nha, tôi á, đưa tôi còn không thèm ăn nữa. Nghĩ sao vậy, cái này làm sao mà ăn được. Trời ơi trời, ăn là mắc cổ dữ lắm. Cái gì mà mắc cổ, chứ bạn có ăn, chứ thường bữa trưa bằng ăn á vậy, chứ tôi ăn cái này là ngon nhất rồi á. Trời đất ơi là trời ơi. Chỉ tại vì á cậu không có tiền thôi. Bây giờ nhìn người như tôi nè, nhìn Sammy Đào giàu có ăn như thế nào nha. Ủa người giàu ăn phục vụ đâu, phục vụ đồ ăn của ta đã sẵn chuẩn bị sẵn sàng chưa? Kính thưa cô chủ gọi tôi có việc gì vậy? Hôm nay tự nhiên ta thấy hơi đói bụng, ngươi cho ta ăn gọi là sơ sơ thôi nha, ăn biển tâm sơ sơ thôi nha. Okay. Ăn sơ sơ cô chủ? Dạ thưa cô chủ, tôi giới thiệu liền luôn nè. Đây, đầu tiên là tôi có món sushi chén miệng, tiếp theo là món cà ri, tiếp theo nữa là một cái món pizza, và tiếp theo nữa đó chính là bánh ngọt nè, rồi tiếp theo nữa đó chính là bánh bông lan, và tiếp cuối cùng nữa đó chính là bánh bông là gì, bánh này bánh bông lan với trà, cái này là ăn sơ sơ nha cô chủ. Trời, mà đặc biệt trong này có vàng không vậy, có vàng 24k không vậy ta, chứ không có vàng. Trời ơi, trong đây là tôi chuẩn bị vàng 99k luôn á cô chủ. Trời ơi, thấy chưa, ta nói người có tiền có vàng ăn sương sương vậy thôi, chứ ai như bạn. Dạ ok cô chủ ơi, bây giờ mời cô chủ ăn, tôi sẽ đứng kế bên để nhảy với cô chủ. Trời ơi, tên ơi.
Thấy chưa? Đây mới gọi là ăn chưa bạn hiểu không? Trời đất ơi, cái gì mà sang dữ vậy? Cái bạn giàu có kia, đừng tưởng nha, có khi sau này tôi cũng sẽ giàu hơn bạn sao? Bạn đừng có khinh thường tôi. Cái gì vậy? Bạn giàu hơn tôi hả? Ủa, ngươi có nghe thấy gì không? Giàu hơn ta kìa. Hả? Cái gì? Nhỏ này là giàu của ai? Giàu tự của mày nha. Được lắm, được lắm. Tới đây nhảy cho ta xem tiếp đi. Nhảy luôn cô chủ, tôi sẽ đứng nhảy cho cô chủ coi. Đúng là đồ giàu được ác. Sau này mà tôi giàu hơn cậu á, cậu đừng có hòng mà bắt nạt tôi. Thôi tôi lấy bánh mì tôi ăn một mình, không thèm ăn với cậu nữa. Thiệt tình á, cậu ta rất là độc ác thật mà. Tôi chỉ ăn bánh mì thôi, làm gì mà xỉa xói tôi dữ vậy. Nhưng mà công nhận là mình cũng đâu có giàu như bạn ấy đâu. Phải xuống ghê á. Ước gì mình chỉ cần giàu một ngày như bạn ấy thôi là mình vui lắm rồi. Ôi, mà chắc không được đâu. Ôi, buồn quá. Thôi được rồi, Simi cũng phải cố gắng lên. Thế nên phải học thật giỏi để sau này mới có thể thay đổi cuộc sống của mình được. Cố lên. Còn bây giờ phải đi ngủ thôi. Kiu kiu kiu. Trời đất ơi, ngủ đã quá. Để coi tên nhện đất của mình. Sao nó màu lạ lạ dữ ta? Chùi mắt thử. Cô chủ ơi, cô chủ, bây giờ dậy rồi cô chủ ơi. Cô chủ ơi. Đây là đâu vậy? Cô chủ ơi, tới giờ dậy rồi, tới giờ phải dậy rồi. Mình đang ở đâu vậy? Đây đâu phải là nhà của mình đâu. Cô chủ ơi, tới giờ thức dậy rồi. Trời ơi, bây giờ cô chủ mới dậy. Cô chủ mà ngủ nữa là tí nữa đức vua chửi tôi nha. Hả? Nè, ngươi là ai vậy? Tại sao ngươi kêu là ta là cô chủ? Đừng nói là ngươi bắt cóc ta tới đây nha. Ủa, cái gì mà bắt cóc ta? Cái gì vậy? Cái gì vậy đây? Ủa, gì ta? Nào là bắt cóc, gọi nào là tự nhiên hỏi mình là ai? Ủa, không lẽ cô chủ bị mất trí nhớ hả cô chủ? Tôi chính là người hầu của cô chủ nè. Hả? Ngươi chính là người hầu của ta? Ủa, còn cái phòng này là của ai? Hả? Phòng này là của cô chủ đó. Hả? Là căn phòng màu vàng siêu lấp lánh, siêu giàu có này là của ta hả? Rồi, xong rồi, để tôi nói với ông chủ ơi. Ông chủ ơi, cô chủ mất trí nhớ rồi, ông chủ ơi. Ta chỉ muốn xác định lại thôi, không có gì đâu. Hả? Cái gì ta? Mình nhớ là nhà mình nghèo nàn rách rưới, toàn bằng đất. Tự nhiên tỉnh dậy một cái, nhà mình bằng vàng. Cái gì cũng bằng vàng luôn. Này, cái chủ cứ là lạ sao? Ôi, nè, người hầu, đây là nhà của ta hả? Ngươi có nói thật chứ không vậy? Chứ còn gì nữa, trời ơi, tôi nói thiệt mà, cô chủ làm sao vậy ta? Ủa? Đây là nhà mình sao? Ủa, nè người hầu, ngươi thể dẫn ta xem cái nhà của ta trông như thế nào được không? Ai, thiệt tình luôn á. Thôi được rồi, đi theo tôi. Trời ơi, tính ra là tôi có rất là nhiều chuyện cần phải làm luôn á. Đây, dưới đây chính là sảnh của nhà của chúng ta nè cô chủ. Ở bên dưới đây á là thường là sẽ có người hầu nè tiếp đón, gọi là các khách mời đến từ những ngôi nhà sang trọng tới đây chơi nè. Đó, ngoài đây chính là sân vườn của nhà chúng ta. Cái cây này là bằng vàng luôn hả? Cô ơi, trời ơi, tôi nói với cô chủ nghe, cái cây này á là tuổi thọ của nó là 5.000 năm, được lắp một cái miếng vàng là vàng 100k, ghê chưa? Cái gì mà ghê vậy hả? Trời, từ trước tới giờ mình chưa thấy cây nào làm bằng vàng luôn mọi người. Được rồi, để tôi nói cho cô chủ nghe cái này nè. Mấy cái cây này á, bình thường á là nó không có tưới nước như mấy cái cây bình thường đâu, mà nó sẽ phải tưới nước bằng vàng đó. Ủa, tức là tưới bằng mấy cây vàng nó mới sống được hả? Ngoài mấy cái này à, mình phải tưới bằng vàng nó mới sống được cô chủ, hiểu không? Tại vì nó được làm từ vàng 999k mà, quá chip gồn đó, mấy cái cây này nè. Sao nó xịn dữ vậy? Trời ơi, cây mà tưới bằng vàng nghe lạ quá ta. Ôi, nè cô chủ, vậy nè cô chủ, bây giờ cái hoa này màu đỏ đúng không? Đó, tưới vàng vô. Trời ơi, màu vàng luôn à, ghê chó. Cái gì mà ghê vậy? Vô đây ta coi thử coi. Ủa, đây, nè người hầu,
đâu phải là cái nhà đâu, đây là một cung điện bằng vàng mà. Ừ đúng rồi, trời ơi cái cung điện gì cung điện, trời ơi cái này là cái nhà đó cô chủ. Cung điện của cô chủ á là còn thêm mấy căn nữa, mà mấy căn nữa nó rộng gấp 10 lần cái căn này, nên là cái căn này gọi là nhà thôi. Trời ơi, cái nhà của người giàu đây sao, cái gì mà to dữ vậy. Cô chủ ơi, bây giờ cô chủ mau chóng á, gọi là đi vô trong nhà bếp đi. Tôi đang chuẩn bị đồ ăn để tí nữa cho cô chủ ăn trưa nè. À, rồi rồi, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Ui, rồi ngươi vào trước đi, ngươi vào trước đi, ngươi vào trước đi. Cô chủ này là lạ thế không? Có cần đi khám không? À không, ta khỏe. Trời đất ơi, hôm nay tôi thích nhìn nhà ta vậy á. Thôi ngươi đi vô chứ. Là lạ lạ. Trời đất ơi, vậy là ước mơ của mình trở thành hiện thực rồi mọi người. Mình đã trở thành người giàu có rồi. Yes. Ok ok. Thôi, lâu lâu mới trở thành người giàu. Làm một ngày trở thành người giàu như thế nào? Trời ơi, cái gì mà đã dữ vậy trời. La 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 la. Ngầm ngầm ngầm, trời ơi. Ủa, mà sao chỗ này cái lưng nó nhức nhức vậy ta? Ủa, người hầu đâu? Sao cái niệm hôm nay không có được em vậy? Trời ơi, người hầu ơi, đâu rồi? Mệt ghê luôn à, người hầu. Nghèo khổ vì khinh thường người khác. Hả? Là sao? Chuyện gì xảy ra đây vậy? Không thể nào tôi không tin chuyện này. Không. Ôi, cái gì vậy? Không thể nào tôi không tin chuyện này sự thật. Ôi, không lẽ mình nghèo khổ thật hả? Không, không. Ồ, trời ơi, giàu quá. Wow, trời ơi. Đừng lại, đừng lại. Người hầu sao mới cầm cái súng bằng vàng định bắn ta cái nhà này? À, trời ơi công chúa đừng có hiểu lầm, trời ơi cô chủ đừng hiểu lầm, cái này á là cái cây súng tôi mới chế, tôi mới lấy tí vàng 100k tôi chế thành màu vàng đó mà. Ủa sao cái gì cũng bằng vàng hết trơn, không có cái gì bằng sắt hết luôn hả? Trời ơi, cái gì mà lạ vậy? Sắt hả? Sắt là phèn, vàng mới là đỉnh. Ok. Thôi vậy vậy. Cái gì vậy người hầu? Sao người ngửi ta vậy ta? Đâu phải động vật đâu. Cô chủ, tại sao cô chủ lại mặc cái bộ đồ vậy hả? Trời đất ơi, là con gái của ông chủ danh giá của trong cái cung điện này mà bây giờ cô chủ lại mặc cái bộ đồ phèn vậy, trời nó còn bị gách nữa. Thay đồ gấp, thay đồ gấp đi. Ủa chứ người giàu không được mặc mấy cái này hả? À, trời ơi người giàu nào mặc cái này. Cô chủ nhìn tôi nè, tuy tôi chỉ là người hầu thôi nhưng mà nhìn tôi sang xịn mạnh không, ghê chưa? Trời ơi, ghê quá, ta thích chắc cái bộ ria mép của người á. Ủa người biết nhảy luôn hả? Dạ, tôi hay nhảy cho công chúa coi mà công chúa nhớ hả? Dạ. Ta quên. Ủa vậy cái phòng thay đồ ở đâu vậy? Chị sao ngươi cái gì xấu với mặt ta là sao vậy? Trời ơi. Rồi, trời không thay đồ người hầu chị súng luôn. Rồi, cái gì đây? Đi vô đây, thay đồ gấp cho tôi. Đi vô. Ủa, nè người hầu tôi hỏi nè. Đây là phòng thay đồ hả? Đúng rồi, đây chính là phòng thay đồ của cô chủ á. Trời ơi, trong đây toàn là những bộ đồ danh giá không á. Cái gì mà đồ áo quần cũng bằng vàng là sao vậy? Trời đất ơi. Ủa, chỉ là áo quần thôi mà cũng phải mạ vàng lên luôn hả? Trời đúng ơi. Rồi cô chủ. Trời ơi, cô chủ sao nay kỳ. Ta thất bắt rồi. Ôi trời, trong phòng thay đồ còn bỏ thêm tiền xu nữa. Trời ơi, cái gì mà giàu dữ vậy ta? Ủa chẳng lẽ mỗi lần thay đồ là phải rải tiền lên người hả? Trời, cái gì mà lạ dữ vậy ta? Thôi cô chủ thay đồ nha, tôi chờ cô chủ ngay phòng bếp á. Bye bye. Rồi, cảm ơn ngươi nha. Trời ơi, trời ơi, làm người giàu sướng quá các bạn ơi. Chứ hồi mình gọi là cái nhà mình còn nghèo nghèo, mà ngày mình chỉ thay đúng mỗi cái bộ đồ này. Bây giờ trở thành người giàu một cái, bao nhiêu đồ nào mình thích thay thì thay. Mà đặc biệt làm bằng vàng nữa. Trời ơi, mặc lên tôi sẽ trở thành tỷ phú mọi người ơi. Trời ơi, coi bộ nào cũng đẹp hết chứ, mới chọn bộ nào ta. Thôi, bây giờ mình sẽ chọn cái bộ đồ siêu vàng lấp lánh này coi. Đó, thay thử
dựng liền cho mấy bạn fan xem. Đây. Put. Wow. Trời đất ơi, sao mọi người đẹp dữ vậy? Trời đất ơi, nó vàng lấp lánh quá trời luôn. Để xem bộ đồ này sẽ như thế nào đây. Ok, lỡ tay thay lương thôi chứ sao. Thì ra đây chính là áo học sinh siêu mà vàng. Trời, đi cả cái nơ của mình nó cũng bằng vàng luôn mọi người. Trời, sao đã dữ vậy. Ok, rồi bộ áo cuối cùng, để coi nó sẽ ra cái gì đây. Trời đất ơi, cái bộ đồ bơi cũng bằng vàng luôn mọi người. Trời đất ơi, đúng là công chúa có khác ha. Công chúa siêu giàu mọi người, muốn mặc cái gì cũng được, mà đặc biệt là phải mạ vàng nha mọi người. Trời ơi, đã quá. Thôi, bây giờ mình sẽ mặc cái bộ đồ công chúa vậy. Đây, tôi mặc lại cho các bạn coi nè. Bầm 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 bầm. Trời ơi, đẹp xuất sắc luôn. Đẹp xuất sắc không mà bảy luôn. Rồi, bây giờ trở thành công chúa rồi, phải đi ăn thôi mọi người ơi. Trời ơi, người Hầu ơi, dẫn ta đi ăn với. Đói bụng rồi. Nghèo hả? Đừng tưởng nghèo mà làm cho Sammy đào nhục chí. Tuy tôi có giàu hay nghèo, tôi vẫn sẽ sang thôi. Nhưng mà điều đầu tiên, không thể nào mặc một đồ dơ hài như này được. Yêu chị ơi, thúi quá chịu nổi. Muốn được sang, muốn được đẹp phải thay đồ mới thôi. Ok, phải đi thay đồ. Để xem quay đồ đẹp xinh đâu. Hả? Cái gì đây? Trời ơi, hồi lúc mình còn giàu có, đồ đếm không xuể. Bây giờ có hai bộ đồ rách rưới này mà bắt mình mang sao? Không tin, trong này có không? Có không? Ai, trời ơi, đã nghèo rồi mà đồ còn ít nữa, tức ghẻ sợ luôn à. Thôi kệ, bây giờ thử mặc coi như thế nào đây. Bộ đồ này thử xem coi có gì đặc biệt không ta. Mang vô coi. Trời ơi, nhìn mà thấy ghê. Yêu, dục. Trời ơi, dục. Ôi trời ơi, trời, cái bộ đồ gì đâu mà xấu mà nó còn hôi đó chứ. Bộ đồ này thì sao? Đây, lấy cái này, lấy hết, mang thử coi. Đây, và xong, ta ta. Trời ơi, nhìn nó cũng xấu y chang bộ đầu luôn. Nhưng mà không sao, thà có còn hơn không vậy. Trời ơi, xấu quá, chịu không đợi. Xin chào ngày hao, ta đã trở lại rồi đây. Trời ơi, đây mới là công chúa thiệt sự nè. Trời, còn cái người nãy là ai á, nhìn phèn thiệt sự luôn á. Trời ơi, hồi nãy cũng đẹp mà, cái gì mà phèn chứ. Chê hoài ngang. Rồi, chị ơi, đưa cô chủ á, bây giờ cô chủ á đeo tôi. Tôi đã chuẩn bị rất là nhiều đồ ăn ngon cho cô chủ. Đi tiểu tươi. Làm công chúa ăn mà thôi mà cũng được phục vụ luôn hả? Cái bếp đấy hả? Ủa, nó là phòng ăn đấy hả? Trời, xin cô chủ ngồi, tôi sẽ biểu diễn cho cô chủ coi. Đâu, trời ơi, ăn còn được biểu diễn mới vui vậy. Món đầu tiên tôi xin phục vụ cho cô chủ đây chính là món táo vàng, được làm từ miếng vàng gì ta, 578 cây vàng đó, mới ra được kia miếng táo vàng đó, ăn đi. Trời ơi, cái gì vậy? Đồ ăn cũng mạ vàng luôn hả? Cái gì cũng... Ủa, mà vàng này ăn được không? Tao nhớ vàng gì để mặc, để cắt kiểu mà ăn cũng được hả? Trời ơi, được hết đó cô chủ ơi, được hết đó. Trời đất ơi, sao quá à? Ăn nhông nhông nhông. Trời ơi, ngon quá, ngon quá. Quá là ngon luôn chứ còn cái gì nữa. Tiếp theo nữa, bây giờ tôi xin giới thiệu món tiếp theo. Tùng cho mình đi cái tê. Ủa, mỗi lần người đưa món người phải nhảy một điệu cho ta xem luôn hả người Hầu? Ôi, chứ bình thường cô chủ tôi phục vụ cô chủ tôi cũng gọi là nhảy cho cô chủ coi mà. Vậy hả? Trứng mạ vàng. Tiếp theo nữa, xin giới thiệu với cô chủ, đây chính là trứng mạ vàng. Thật ra là tôi biết là khi mình chiên trứng là nó màu vàng sẵn rồi, nhưng mà tôi đã phủ lên đây một cái bột màu vàng. Vàng 599 kim cương, được không? Trời đất ơi, lần đầu tiên mình ăn mấy cái món sơ hào hải vị như thế này. Ngon quá đi. Đây nè, tiếp theo nữa. Còn bánh mì không mà. Tôi xin giới thiệu với cô chủ, đây chính là món súp vàng. Trời ơi, thôi cứ bưng hết đoạn cho xem được không, coi còn cái gì nữa không. Mật ong vàng nó. Rồi sau đó là súp vàng gì hả, gì hảo hạng nè. Trời ơi, cái gì mà vàng hết trơn rồi còn gì nữa.
bánh bông lan vàng. Ghê wow, chưa? Ghê quá. Trời ơi các bạn ơi, lần đầu tiên trong đời mình ăn mọi thứ đều là bằng vàng luôn mọi người. Anh ăn rồi. Trời ơi các bạn ơi, tôi ngon, tôi thấy ngon, tôi chạy hết nước mắt luôn mọi người. Trời nó ngon quá. Trời ơi, ngon quá. Người Hầu ơi, 10 điểm, ta cho người 10. Ủa, sao người ném lúa vô mặt ta làm chi vậy? Ủa, bị gì ta? Ủa, cô chủ không biết hả? Tại vì bình thường mình đâu có ăn cơm đâu, cơm nó màu trắng mà nên mình đâu có ăn cơm được. Mình phải ăn lúa bởi vì nó màu vàng. Ăn luôn cái này luôn hả? Chà, ngoài, trời ơi. Trời sao mình cầm đại, trời ơi cô chủ cứ cầm đại cái bó lúa này sao gặm vô miệng đi, không sao đâu. Cảm ơn cô nha. Trời ơi các bạn ơi, đây là bữa ăn sung sướng nhất từ trước tới giờ mà tôi ăn luôn mọi người. Ăn thôi. Ngon quá. Quá ngon luôn, tuyệt vời. Trời ơi tuyệt vời. Ai, không sao, bây giờ không có đồ đẹp thì mình sẽ ăn cho đỡ tức. Để xem coi, em cười, bây giờ đến giờ ăn rồi. Phục vụ đâu? Đem đồ ăn ra đây, trời ơi đói quá. Phục vụ. Trời ơi, đừng nói tôi là nhà nghèo không có người phục vụ nha. Trời ơi, tức cần chết là nghèo cái gì cũng có trơn vậy. Thôi rồi, bây giờ mình sẽ dùng đôi chân ngọc ngã, mình sẽ đi tìm đồ ăn rồi. Thích, xích ra coi. Để xem là trong rương có gì nha. Hả? Cái gì đây? Khoai tây, cà rốt và bánh mì. Hả? Cái này làm sao mà ăn được? Trời, cái này là hồi, cái này là dùng, mình để dùng để chế biến đồ ăn chứ làm sao ăn sống được? Nào, cái này mình sẽ không bao giờ ăn đâu. Thiệt, giật, không thèm ăn đâu. Nhưng mà tự nhiên thì đói dữ rồi ta. Nói chung là ăn cho có thôi. Mình ăn cho có thôi nha. Ôi trời ơi, dở quá eo. Trời ơi trời, sao nhà kheo khổ như thế này vậy? Khổ quá. Ủa, người Hầu ngươi giận tay đâu vậy? Trời ơi, bây giờ là chưa nóng á, là bây giờ tôi đang dẫn cô chủ đi bơi. Đi bơi? Ủa sao đi bơi mà không ra mấy cái bể bơi công cộng hay là nhà tắm gì đó cho nó gần? Ừ, cái gì? Cô chủ nói cái gì? Cái gì mà ra bể bơi công cộng hả? Cái chỗ đó làm gì xứng đáng với cô chủ chứ? Cô chủ đó là phải tắm ở trong cung điện nè, đó. Rồi sau đó là phải tắm ở trong một cái hồ bơi bằng vàng. Trời ơi, nghĩ sao cô chủ nói được câu đó vậy? Ủa, tức là nhà chúng ta có bể bơi bằng vàng luôn hả? Oh my god. Bình thường mình hay dẫn cô chủ đi tắm mà sao cô chủ nay kỳ. Rồi ta đây là trời, lâu lãng xíu. Trời xin lỗi nghe. Rồi. Trời ơi, vậy là hay, mình tắm. Xin giới thiệu với cô chủ nè. Xin giới thiệu với cô chủ, đây chính là bể bơi bằng vàng. Trời ơi, bên dưới á là những cái lớp lớp vàng 999k đó. Ghê chưa? Lần đầu tiên mình ném cái bể bơi mà vào mà còn rải thêm cả đồng xu lên đấy nè. Có cả vàng nữa nè. Ủa vàng thiệt luôn hả người Hầu? Đúng rồi, trời ơi, cái chỗ này là vàng thiệt luôn nè. Cô chủ á mà giờ không thấy mỏi mệt quá, cứ nằm lên đống vàng này là tự động khỏe luôn. Ta nằm nữa rồi, ta coi nằm nữa rồi. Trời ơi, nằm lên nó mát cái người, dễ sợ luôn mọi người. Mát quá trời mát luôn. Đây, đó bây giờ cô chủ cứ gọi là tắm ở đây nha. Tôi sẽ gọi là nướng thịt và nhảy cho cô chủ coi. Trời ơi, đã quá bạn ơi. Để coi mình nằm lên cái miếng đồng xu ấy mọi người. Trời ơi, nó mát quá các bạn ơi. Trời ơi, thì ra người giàu là tắm mỗi lần tắm gì ta, tắm biển hay là tắm gì đó là phải lắp vàng lên người mọi người. Trời ơi, mà công nhận nó mát ghê mọi người. Chứ thường tôi tưởng tôi ra tắm sông, tắm suối nhưng mà bây giờ tôi tắm trên đống vàng mọi người. Trời ơi, đã. Trời ơi, cảm ơn người Hầu nha. Trời mát quá các bạn ơi, tắm thôi mà cũng có vàng vô nữa. Trời, người ta tắm người ta hưởng nước ấm, nước sạch, đây tôi hưởng vàng mọi người. Trời đất ơi, quẩy thôi các bạn ơi, quẩy lên vô chủ ơi. Trời ơi, mát quá. Ây da, trời đất ơi là trời, nguyên ngày hôm nay kiếm quá trời trong rừng mà không có miếng đồ ăn rồi luôn. Ôi, mà người còn bị dơ hầy nữa chứ, tức cười luôn à. Đồ bây giờ nhấp trơn rồi, coi nè. Chớp quá trời chớp luôn. Kiểu này phải đi tắm mới được. Không sao, mình sẽ đi tắm. Để xem coi. Ủa,
cái hồ tự nhiên đâu ra có cái hồ nuôi heo dữ vậy ta? Từ từ để xem coi. Hả? Đây là hồ bơi nha bắn tim. Cái gì? Đây là hồ bơi hả? Trời, đùa tôi chắc. Làm sao mà hồ bơi mà có nguyên con heo bơi như thế này được? Trời ơi, sao tôi xấu, tôi khổ dữ này. Nhưng mà không sao, thôi kệ đi. Mình người dơ hài và nhiều lúc người mà còn dơ hơn cả con heo nữa chứ bộ. Tôi xuống tắm mới được. Ôi, tôi quá à. Chừng nào mới giàu lại đây? Tỉnh dậy đi xa vời. Khổ quá. Trời ơi, hôm nay không tìm được gì ăn hết trơn. Chắc là phải nhịn đói rồi. Sao mình thấy có lỗi dữ ta? Trước giờ mình lúc nào cũng khinh thường người nghèo hết. Mình cảm giác người nghèo họ rất là ghê gớm, rất là đáng sợ. Nhưng mà không ngờ người ta cực khổ như thế này, người ta tội nghiệp chứ này, mình còn khinh người ta nữa chứ. Mình đúng là đáng trách mà. Và đặc biệt mình còn bắt nạt mẹo Simi rồi chứ. Một cô gái nghèo khổ như vậy, mình đâu có ngờ là Simi nghèo đến vậy đâu, mà còn phải cực khổ như vậy chứ. Mình cảm giác mình thật là xấu xa, nên mình mới bị trừng phạt như thế này. Nếu mà có cơ hội gặp được mèo Jimmy, mình sẽ xin lỗi cậu ấy thật đoàn hoàng và muốn kết bạn với cậu ấy. La 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 la, Jimmy đi học thôi nè. La 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 la, vui quá đi. Rồi, ok. Bây giờ tao chỉ muốn gặp cậu để nói lời xin lỗi thôi. Xin lỗi? Tại sao cậu lại xin lỗi tớ vậy? Lúc trước tớ khinh thường cậu, chê cậu nghèo này nọ, khinh thường cậu, bây giờ tớ biết hậu quả rồi. Ai cũng xứng đáng được tôn trọng cả. Mình không được xúc phạm người khác, đó là một cái tính tính xấu. Mà không nên làm thế như vậy. Thôi, xin lỗi cậu. Rồi, không sao. Thực ra hồi đấy cậu hay bắt nạt tớ. Nhưng thực ra mỗi lần tớ tới gần cậu không phải là có ý gì đâu. Chỉ là tớ muốn làm bạn với cậu thôi. Nhưng mà chắc tớ nghĩ bây giờ cũng mới hiểu vấn đề rồi. Thật hả? Cậu vẫn muốn làm bạn với một người xấu xa như tớ hả? Thực ra cậu không phải xấu xa đâu. Trời ơi, cậu ngốc quá. Vậy cậu có muốn làm bạn với tớ không? Có chứ, mình rất muốn làm bạn với cậu. Và chúng ta mãi mãi làm bạn nha. Ok. Tớ trở lại hình dáng ban đầu rồi nè. Cậu cũng trở lại giàu có rồi nè. Mình trở lại giàu rồi. Tết quá à. Bây giờ cậu có đi chơi không? Hả? Tí nữa sau khi đi học về mình sẽ chở cậu đi chơi. Thật hả? Cảm ơn cậu nhiều nha. Bây giờ ta là bạn tốt rồi mà. Cảm ơn cậu nhiều nha. Sau này cậu cứ gọi là học bài khó khăn thì cứ kêu tớ. Tớ nhất định sẽ giúp đỡ cậu. Hiểu không nè? Coi như hai tụi mình giúp đỡ tớ cho bọn lại. Yeah. Ok. Thôi, bây giờ mình vô lớp học đi. Ok, đi thôi. Yeah, đi thôi.